56 người chết, 37 người bị thương, rất nhiều tài sản bị thiêu rụi. Kèm theo đó là những nỗi đau không thể nói thành lời. Đã một tháng rưỡi trôi qua từ đêm kinh hoàng xảy ra vụ cháy chung cư BD 9 tầng ở phố Khương Hạ, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội. Đến nay, vụ hỏa hoạn vẫn khiến nhiều người chưa hết bàng hoàng, ám ảnh. Cơ quan điều tra cũng đã khởi tố, bắt tạm giam trong thời hạn 4 tháng đối với bị can Nghiêm Quang Minh, 44 tuổi để điều tra về hành vi vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy. Cơ quan cảnh sát điều tra cũng đang phối hợp với các đơn vị liên quan để tiến hành làm rõ vụ án và đồng thời mở rộng diện xem là đối tượng Nghiêm Quang Minh này có đồng phạm liên quan đến vụ không, và liên quan đến nhóm của quản lý nhà nước thì có vi phạm hay không và có đủ căn cứ để xử lý hình sự hay không. Theo quan điểm trên tinh thần là không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Và vụ án này thì chúng tôi cũng đã đăng ký để đưa vào bổ sung vào diện của thành ủy theo dõi và chỉ đạo về phòng chống tiêu cực và tham nhũng. Để phần nào xoa dịu nỗi đau, số tiền ủng hộ tiếp nhận được của các tổ chức cá nhân hỗ trợ nạn nhân vụ cháy qua các tài khoản do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp của thành phố Hà Nội công bố là khoảng 110 tỷ đồng. Trao đổi với phóng viên báo Thanh Niên, sáng 27 tháng 10 năm 2023, một lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội cho biết, sau vụ cháy, cơ quan chức năng của thành phố và quận đã có những hỗ trợ ban đầu để tạm thời ổn định cuộc sống cho các nạn nhân. Theo đó, trong tổng số tiền 110 tỷ đồng của các cá nhân tổ chức hỗ trợ, đến nay đã phân bổ hỗ trợ được khoảng 6 tỷ đồng. Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội cho biết, ngay lúc đầu, địa phương đã trích số tiền 40 triệu đồng một trường hợp để hỗ trợ các nạn nhân ổn định cuộc sống. Còn về lâu dài, phải lên phương án rất kỹ, tránh tác động sau này. Tuy nhiên, với 110 tỷ đồng tiền hỗ trợ nhưng mới chỉ hỗ trợ được khoảng 6 tỷ đồng đã khiến dư luận dấy lên thông tin cho rằng có phải cơ quan chức năng chậm phân bổ tiền hỗ trợ các nạn nhân. Thông tin về vấn đề này, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội cho biết, để xác định được thân nhân, hàng thừa kế theo quy định của pháp luật không dễ dàng vì có nạn nhân đã mất cả gia đình. Vì lãnh đạo cho biết thêm, nhiều người cứ nghĩ cầm tiền rồi chỉ việc chia, không hề đơn giản như vậy. Thời gian tới sẽ có phương án phân bổ tiền hỗ trợ cho các nạn nhân và cơ quan này sẽ công bố thông tin với dư luận. Được biết, việc vận động quyên góp ủng hộ nạn nhân vụ cháy được thực hiện theo Nghị định số 93 năm 2021 của Chính phủ. Nghị định này quy định về việc vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ khắc phục khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, sự cố, hỗ trợ bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo. Theo Nghị định số 93, thời gian tiếp nhận ủng hộ không quá 60 ngày, tức 2 tháng kể từ ngày phát động quyên góp. Như vậy, theo Nghị định này, thời gian tối đa kết thúc quyên góp ủng hộ cho các nạn nhân vụ cháy chung cư BD sẽ vào ngày 15 tháng 11. Tuy nhiên, từ ngày 16 tháng 10, cơ quan chức năng đã ra thông báo dừng tiếp nhận tiền ủng hộ. Liên quan đến việc xác định người giám hộ cho một nạn nhân trong vụ cháy chung cư BD, quê quán ở xã Thọ Xuân, thuộc huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội, một lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Thọ Xuân cho biết, hiện gia đình hai bên nội ngoại vẫn chưa thống nhất được là cá nhân nào. Sau vụ cháy, nạn nhân mồ côi cả cha lẫn mẹ. Ông bà bên nội và bên ngoại đều còn sống, nên mọi người đều có tư cách làm người giám hộ ngang nhau. Nhưng do thân nhân gia đình chưa thống nhất được, nên cháu bé vẫn chưa có người giám hộ theo quy định của pháp luật. Như báo Thanh Niên đã đưa tin, đêm 12 tháng 9, chung cư mini 9 tầng ở phố Khương Hạ bị cháy làm 56 người chết, 37 người bị thương. Sau khi vụ cháy xảy ra, thành phố đã có những chính sách hỗ trợ kịp thời cho các nạn nhân. Ngoài ra, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp của thành phố Hà Nội cũng đã tiếp nhận tổng cộng khoảng 110 tỷ đồng từ các tổ chức cá nhân hỗ trợ các nạn nhân. Do trong vụ hỏa hoạn có rất nhiều hoàn cảnh khác nhau, nên theo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, các cơ quan sẽ làm rõ thiệt hại của từng hoàn cảnh, làm rõ ai bị thương, ai thiệt hại về tài sản, căn hộ nào là bỏ tiền ra mua, căn hộ nào đang được thuê, từ đó có mức hỗ trợ phân bổ phù hợp đối với người mua căn hộ, người thuê căn hộ.